theo của chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ, chúng ta sẽ cùng đến với những gì rất lãng mạn và dễ thương trong phần chơi Tình yêu chiến sĩ. Trên sân khấu ngày hôm nay rất đặc biệt, chúng ta có tới 3 cặp đôi. Và cặp đôi đầu tiên xin được chào đón chiến sĩ Mai Công Tuấn và bạn gái Đào Hồng Nhung. Cặp đôi tiếp theo sẽ là cặp đôi của chiến sĩ Phan Thanh Tiền và bạn gái Vũ Thị Ngọc Yến. Và cặp số 3 của chúng ta đó chính là chiến sĩ Trịnh Khoa Nam và bạn gái Nguyễn Phương Anh. Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ cùng làm quen với họ. Xin mời cặp đôi thứ nhất. Xin chào tất cả các đồng chí và các bạn. Tên tôi là Mai Công Tuấn, hiện đang công tác tại phòng marketing Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Với sở thích tham gia các hoạt động thể dục thể thao, vui chơi cùng bạn bè những lúc rảnh rỗi. Đến với phần chơi tình yêu chiến sĩ hôm nay cùng tôi đó là một người bạn đồng nghiệp của tôi. Xin chào tất cả các đồng chí và các bạn, tôi tên là Đào Hồng Nhung, hiện đang công tác tại Trung tâm Dịch vụ Logistics thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Sở thích của tôi là đọc sách và được đi khám phá những vùng đất mới. Hôm nay tôi đến đây được tham dự chương trình rất vui và càng vui hơn khi được tham dự cùng bạn Tuấn. Hy vọng mọi người sẽ cổ vũ cho ba đội chơi của chúng tôi, nhất là đội chơi của chúng tôi. Hãy cùng làm quen với cặp chơi thứ hai, xin mời chiến sĩ Phan Thanh Tiền. Xin chào tất cả các đồng chí và các bạn, tôi tên là Phan Thanh Tiền, hiện đang công tác tại Trung tâm Dịch vụ Logistics thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Sở thích của tôi là du lịch và thể thao. Đến với chương trình ngày hôm nay là người bạn đồng hành của tôi. Xin chào tất cả các đồng chí và các bạn, tôi tên là Vũ Thị Ngọc Yến, hiện đang công tác tại công ty cổ phần Tân Cảng Sóng Thần thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Hôm nay tôi rất vui vì đến tham gia chương trình cùng với bạn diễn của tôi là bạn Tiền. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình từ tất cả các đồng chí và các bạn cho cả ba đội chơi của chúng tôi ngày hôm nay. Cặp tiếp theo xin mời ạ. Xin chào các đồng chí và toàn thể các bạn. Tôi tên là Trịnh Khoa Nam, hiện đang công tác tại Trung tâm Điều độ Cảng, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Sở trường của tôi là ca hát và chơi đàn guitar. Và bên cạnh tôi đây là người bạn sẽ đồng hành với tôi trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào tất cả các đồng chí và các bạn. Tôi tên là Nguyễn Phương Anh, hiện đang công tác tại công ty cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình. Hôm nay tôi đến đây tham dự cùng với bạn Nam, tôi rất là vui. Mặc dù ngoại hình không được bằng hai đội bạn, nhưng mà mong tất cả các đồng chí và các bạn cổ vũ cho đội của chúng tôi ạ. Tôi chỉ thắc mắc luôn là tại sao bạn lại nhận đội của bạn là ngoại hình không bằng hai đội bạn là sao ạ? Là bạn đang nói bạn ở bạn Phương hay Anh là bạn Nam? Hay là bạn nói Nam cho ạ? Rõ không là bạn ấy buồn. Dạ em nói em thôi chị ạ. Ôi bạn có gì thua kém với hai người kia đâu nhỉ? À tôi thấy có một điểm thua rồi, tức là bạn không mặc nó không được kín như mấy hai bạn kia. À... đấy, đấy là cái thua đấy. Mặc thì đấy lại là cái hơn. Lợi thế đấy, không phải đơn giản đâu. Có một điểm chung khi mà chúng ta nghe cả 6 thành viên tham gia phần chơi tình yêu chiến sĩ tuần này giới thiệu, đó là họ đều là những người đồng nghiệp. Đúng hiện nay đang cùng công tác dưới mái nhà chung Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Tôi có một câu hỏi chung dành cho cả 6 bạn nhé, là điều gì là điều khiến các bạn ấn tượng nhất về người đồng nghiệp của mình? Về điều ấn tượng của bạn Phương Anh thì tôi thấy là bạn ấy rất là ngây thơ. Bạn ấy rất là ngây thơ. Ngây thơ. Ngây thơ. Dạ. Đôi khi cái những suy nghĩ của bạn ấy tôi nghĩ là cứ dạng như là lớp 3. Như là học sinh lớp 3. Một cái ví dụ cụ thể hơn được không Khoa? Ví dụ thì cũng hơi khó tại vì nó là những cái hoạt động hàng ngày, cái ở trên công ty thì cái đó thì nó thể hiện ở ngoài thì nó rõ hơn, chứ nếu mà nói thì cũng không thể nào mà nói hết được. Tôi rất tò mò không biết cái hoạt động cụ thể hoặc cái hành động cụ thể nào của Phương Anh mà khiến cho mình bị đánh giá là giống một bạn học sinh lớp 3 nhỉ? Nói hơi nhiều. Nói nhiều? Dạ đúng rồi. Tôi thấy lúc mà bạn Khoa Nam bảo là bạn Phương Anh ngây thơ ấy, bạn cười. và tôi nghĩ đấy là hành động ngây thơ của bạn ấy. À đấy là ngây thơ. Trời ơi Khoa Nam ơi ngây thơ quá Khoa Nam. Đầu tiên mà tốt về anh Nam là anh rất hiền và quan tâm tới mọi người ạ. Còn về ấn tượng xấu thì là cho có nghĩa là anh hay chê em quá ạ. Hay chê á? Dạ. Ngây thơ thì không phải là một lời chê, tôi nghĩ như vậy. Đấy không, là một sự đánh tùy giá. Tùy tuổi, đến tuổi nào đấy rồi, ngây thơ quá cũng không tốt. Đây, một người khen một người ngây thơ, một người thì lại khen một người là hiền. À, đúng không ạ? Mà toàn thực ra không phải là như vậy. Mà không biết ai là kẻ cắp, ai là bà già, đúng không? Đúng, chưa biết được. Nhưng có thể thấy rằng là họ đều là những người khá thân thiết. Và đã quyết định đến đây để cùng tham gia vào phần tình yêu chiến sĩ. Hy vọng rằng là nếu như mà còn cái gì chưa hiểu nhau thì sau hôm nay sẽ càng thêm gắn bó, đúng không? Ai mà có ý định gì thì tất cả các cổ động viên đây đều rất ủng hộ tất cả các bạn. Còn bây giờ không biết là Khoa Nam thì sẽ mang tới cái gì, đúng không ạ? Và... cùng với người bạn gái của mình, xin mời. Cặp đôi chúng tôi sẽ gửi tới các đồng chí và các bạn một bài hát múa, bài hát mang tên Nơi Ấy Là Trường Sa. Xa xa chân trời nhìn chung sóng gió, có
con người thay chúng ta đang vượt qua ngọn sóng vươn tới chân trời, giữ lấy nơi biên cương chưa bình yên của mọi người. Ngoài kia không có ngọc lan, không tiếng chim hót ngày nắng hồng, không hẹn hò và không đón đưa những trưa chiều về không tiếng hát, chỉ có gió sương trên cánh tay những người tuổi trẻ đang kề bên nhau vì non sông mãi yên bình. Trường Sa bài hát cho anh chưa viết nên lời mà tiếng ca đã vang lên rồi, từ trái tim biết bao con người cùng hướng ra ngoài khơi xa mênh mông đó, nơi có những con người đang sống vì Trường Sa. Bây giờ thì sẽ là phần thể hiện của cặp đôi của chiến sĩ Mai Công Tuấn. Xin mời. Đến với phần chơi tình yêu chiến sĩ hôm nay, của chúng tôi sẽ thể hiện một bài múa trên nền nhạc Thuyền và Biển. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình từ quý khán giả và các bạn. Chỉ thuyền mênh mông, biển mênh mông nhiều nắng, chỉ có biển mới hiểu thuyền đi đâu về đâu. Nếu thuyền phải xa biển, biển bạc đầu thương nhớ. Nếu biển phải xa thuyền, lòng thuyền đau dạn vỡ. Có những đêm vô cớ biển nào à số thuyền. Ôi tình yêu muôn thuở, có bao giờ đứng yên? Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào. Chỉ có biển mới hiểu thuyền đi đâu về đâu. Nếu biển phải xa thuyền, biển bạc đầu thương nhớ. Nếu thuyền phải xa biển, lòng thuyền đau dạn vỡ. Có bao giờ đứng yên? Ôi, đúng là tình yêu muôn thuở. Có bao giờ đứng yên? Vâng, cho nên là nhất định là không đứng lên mà bê đỡ, phải đến tôi đếm được đến 5 lần liền. Mà Tuấn đoạn, bế Nhung lên. Và mà xoay đoạn cũng có lúc mà Tuấn tôi thấy hơi đuối. Tôi thấy mặt thể hiện trụ có vẻ hơi lung lay một tí. Choáng váng chút đâu nhưng rất cố gắng và nỗ lực. Nhưng mà phải nói rằng là thế này, tức là cái tiết mục vừa rồi là hai bạn trông rất là hiểu ăn ý nhau. Tôi chỉ thắc mắc là đồng chí Tuấn cho đồng chí Nhung ăn cái gì buổi sáng mà có vẻ nhảy tốt, múa tốt và đẹp như vậy ạ? Tôi gà xối mỡ thôi anh. Tôi gà xối mỡ thôi ạ. Chỉ ngày nào cũng ăn gà xối mỡ ạ? Đơn giản như vậy thôi ạ. Rồi. Từ mai tôi sẽ nghiên cứu cái món đấy để xem có chân tay nó có linh hoạt hơn không. À, hãy dành cho họ một tràng vào tay. Rất hay. Cặp thứ hai xin mời. Đến với chương trình ngày hôm nay, cặp đôi của chúng tôi sẽ thể hiện đến tất cả các đồng chí và các bạn một bài nhảy hiện đại. Rất mong nhận được sự ủng hộ và cổ vũ của tất cả các đồng chí và các bạn để tiết mục của chúng tôi được sôi động hơn. Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày. Ngại về mình con gái phải làm sao? Trời ơi, bỗng lỡ buồn đời yêu anh, giờ anh sẽ lánh về sao? Giờ vì chỉ thấy nắng trong đêm mây, say yêu đương.
cảm ơn, cảm ơn các bạn. Đốt cháy sân khấu với màn vũ đạo cực kỳ là đầy năng lượng như vậy. Tôi chỉ thắc mắc là món quà đấy nó là cái gì đấy ạ? Thưa tất cả các đồng chí cũng như là các bạn, đây là cành san hô. Thì nó là một loại cây tượng trưng cho sự mạnh mẽ ở đại dương. Cành san hô này rất gắn liền với đời sống tinh thần của những người lính, thể hiện ý chí bất khuất, mạnh mẽ, kiên cường. Cặp đôi của chúng tôi muốn truyền tải một nội dung đến tất cả các đồng chí và các bạn, hãy giữ gìn, bảo vệ thiên nhiên cũng như là mạnh mẽ, kiên cường, hoàn thành tốt, xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Công việc rất tuyệt vời đúng không? Còn riêng với bạn Ngọc Yến đúng không? Thì nếu như mà đồng chí Thanh Tiền có định vỗ béo bạn thì không cần đâu. Bạn nhảy rất đẹp, người bạn rất phù hợp để làm những cái động tác mạnh mẽ và năng động như vậy. Hãy cổ vũ cho họ một lần nữa. Vậy là chúng ta đã được thưởng thức, tôi nghĩ rằng là một bữa tiệc có rất nhiều những tiết mục nghệ thuật. Và mỗi một cặp đôi nếu như tách riêng ra nhá, thì tôi nghĩ họ đều xứng đáng chiến thắng ở bất cứ một cái phần thi tài nào trong tình yêu chiến sĩ. Nhưng thật tiếc, chỉ có một cặp đôi sẽ được bình chọn nhiều nhất thôi. Thực ra thì chúng tôi rất muốn là trao quà cho cả ba cặp đôi, nhưng mà nếu mà thế thì các cổ động viên chẳng có việc gì để làm đúng không ạ? Mà nhiệm vụ của các bạn rất là quan trọng trong chương trình này, đấy chính là làm ban giám khảo cho phần tình yêu chiến sĩ. Và bây giờ chúng tôi muốn các bạn sẽ giơ tay biểu quyết cho cặp đôi nào mà các bạn thấy yêu mến hơn cả trong phần chơi này. Cặp đôi đầu tiên của chiến sĩ Mai Công Tuấn và bạn gái Hồng Nhung. Rồi, 345 chiến sĩ. Cặp đôi hip hop của chiến sĩ Phan Thanh Tiền và bạn gái Ngọc Yến. 344 ạ. Và cuối cùng là cặp đôi chiến sĩ Trịnh Khoan Nam và Phương Anh. 300 tròn, xin chúc mừng. Chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho cặp đôi của chiến sĩ Mai Công Tuấn cùng với bạn gái Hồng Nhung đã nhỉnh hơn một chút so với hai cặp đôi còn lại trong phần tình yêu chiến sĩ ngày hôm nay. Xin chúc mừng. Sẽ nhận được những món quà đến từ nhà tài trợ công ty cổ phần Cáp Treo Bà Nà. Ngoài ra thì một chiếc đồng hồ có logo kỷ niệm của chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ cũng xin dành tặng các bạn. Hãy giữ nó như một kỷ niệm đẹp với chương trình nhé. Với hai cặp đôi còn lại thì chúng tôi cũng có những món quà gửi tặng các bạn đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thực sự là những tiết mục rất là ấn tượng và xin chúc các bạn ít nhất là cũng là những người đồng nghiệp thân thiết, còn hơn nữa thì có gì đưa nhau đi ăn sáng nhiều hơn. Xin được chúc mừng các bạn.